Mến chào tất cả các bạn. Sáng hôm nay trời nắng khá đẹp. Mình đang đi trên một con đường nhựa. Mà nhìn những cảnh vật xung quanh đây, các bạn thấy rằng giống như là cảnh thường thấy ở một miền quê nào đó. Đường ở đây không có vỉa hè mà chỉ có là cỏ mọc, rồi có cây xanh. Và các bạn nhìn kỹ thì các bạn thấy phía sau hàng cây này là một con kênh dẫn nước rất là rộng và rất là dài, chạy xuyên suốt theo mình luôn. Ở đây thì nhà dân rất là thưa và các bạn cũng không nhìn thấy một cánh đồng lúa nào cả. Ngó sang bên kia đường, các bạn thấy có những rẫy trồng cây khóm trải dài xa ngút ngàn, và xen kẽ đâu đó là những rẫy trồng cây thanh long. Mình sẽ mất một vài phút với khung cảnh xung quanh đây để mình cũng biết được bà con mình trồng trọt ở đây như thế nào nghe các bạn, trước khi mình bước vào tham quan thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác. Mình dừng chân lại bên đường, bước xuống đây để xem như thế nào. Đất ở đây giống như là đất sét mà có xen lẫn sỏi đá đó. Mùa khô nóng thì nó khô, đất ở đây nó khô, và mùa mưa thì có thể nó sẽ bị nhão ra. Các bạn nhìn thấy xa xa bên tay trái của mình màu xanh tươi đó là rẫy thanh long, và bên tay phải của mình đây là rẫy khóm, nó có màu giống như là màu của cây khô một tí xíu. Các bạn thấy mặt bằng của rẫy thì thấp hơn mặt đường mình vừa chạy xe đó, thấp hơn khoảng gần 2 mét. Từ trên đường này mà mình bước xuống rẫy là mình phải đi cẩn thận kẻo trơn trượt. Giữa những liếp khóm với nhau thì có một con kênh nhỏ nhỏ để mà dẫn nước vào, để phục vụ cho việc tưới tiêu. Các bạn thấy ở đây đất ở đây có vẻ như là nó không được màu mỡ lắm, cho nên những trái khóm ở đây kích cỡ của nó cũng không được to, trái không được to. Ở đây cũng có những rẫy khóm đang thu hoạch, và có những bà con mình ngồi bán bên lề đường luôn. Các bạn biết rằng những người mà ngồi bán ở đây đó thì thường là bán những loại trái khóm mà gọi là đã bị dạt ra, những trái khóm xấu, những trái khóm với kích cỡ nhỏ bán lẻ ở đây. Còn những trái khóm mà với kích cỡ to và đẹp mã hơn thì đã được mang về thị trấn, mang về thành phố rồi, và sẽ bán với giá cao hơn. Đây là một rẫy thanh long. Mình chọn rẫy này để ghi hình cho các bạn xem, bởi vì rẫy thanh long này đã có trái, trái của nó chín đỏ rồi. Mùa này hình như không phải là mùa của thanh long. Các rẫy thanh long ở gần đây mình thấy thì không có hoa cũng không có quả. Dây thanh long nó bị ảnh hưởng của trời nắng nên có thể nó cũng bị vàng nữa các bạn. Các bạn thấy xung quanh đây cũng có trồng xen kẽ những hàng dừa nữa ha. Thanh long này thì mình đoán nó là thanh long ruột đỏ, bởi vì cái râu của nó, cái râu trên trái thanh long nó ngoằn ngoèo hơn là so với thanh long ruột trắng. Khu vực mình đang đứng đây thuộc xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Nếu đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến đây thì mất khoảng 80 km. Mình đang đi trên con đường dẫn vào bên trong thiền viện. Đường đi bằng phẳng, tương đối là dễ đi, đã có trải đá rồi như các bạn đang nhìn thấy đây. Và hai bên đường thì lại có nhiều cây xanh nữa. Mặc dù hôm nay trời nắng rất tốt, nhưng mà mình cũng cảm nhận không khí xung quanh đây rất là mát mẻ, trong gió có hơi nước. Trước mặt mình đã thấy một cây cầu rồi các bạn. Đi qua cây cầu này là vào địa phận của thiền viện. Các bạn thấy bên đây có một cái cửa màu vàng ha. Thiền viện này cũng là nơi mà rất nhiều người chọn làm điểm du lịch tâm linh, cho nên các bạn thấy có những đoàn xe người ta ra vào liên tục. Mình đã thấy cổng của thiền viện rồi đây các bạn. Mình đã thấy bảng chỉ dẫn khu vực gửi xe rồi. Bên tay trái là giữ xe hai bánh, bên tay phải là bãi giữ xe ô tô và xe buýt. Ở đây giữ xe miễn phí nghe các bạn, và giữ xe bên ngoài trước khi mình bước vào bên trong thiền viện, bước qua cánh cổng này. Ngay lúc này mình đang đứng bên trong sân, hướng nhìn ra cổng của thiền viện.
mình sẽ quét máy một vòng để cho các bạn xem nha. Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác. Ngay ở tên gọi thì các bạn cũng thấy rằng ngôi thiền viện này theo tông phái Trúc Lâm. Nói đến đây thì mình nhắc lại một tí về lịch sử. Vào tháng 8 năm Kỷ Hợi 1299 thì Hoàng đế Trần Nhân Tông đã xuất gia vào núi Yên Tử tu hành khổ hạnh, và từ đó thì đánh dấu sự ra đời của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Trước khi thiền phái này ra đời thì các tông phái Phật giáo ở Việt Nam đều do người nước ngoài sáng lập. Và các bạn biết rằng khi thiền phái Trúc Lâm Yên Tử mà do nhà vua Trần Nhân Tông là vị tổ thứ nhất sáng lập ra thì Phật giáo Việt Nam mình mới chính thức có tông phái riêng, có nền tảng triết lý, hành đạo riêng với tư tưởng nhập thế đạo đời không tách rời. Hôm nay mình viếng thăm thiền viện Trúc Lâm thì mình cũng nên biết về tông phái Trúc Lâm ha các bạn. Từ sự ra đời của thiền phái Trúc Lâm tại Yên Tử, Quảng Ninh đã lan tỏa ra cả nước, mà cho đến nay các bạn thấy đã xuất hiện rất nhiều thiền viện theo tông phái này. Hôm nay đến đây mình thấy khách viếng thiền viện không quá đông, thỉnh thoảng thì có xe lớn đưa từng đoàn người đến đây để vừa bái Phật vừa ngắm cảnh đẹp, và mọi người cũng có thể chụp ảnh nữa. Ở trước nhà chánh điện có hai tháp ở hai bên, là một tháp chuông và một tháp trống. Bên cạnh mỗi tháp thì có một cây bồ đề. Bên cạnh mỗi cây bồ đề có một bia đá, trên đó có khắc tên của người đã trồng cây lưu niệm cho thiền viện này. Mình đã ghi hình rất rõ rồi, các bạn có thể xem nhé. Từ hình dạng của tháp nè, rồi màu sắc của tháp nữa, đã kết hợp hài hòa với cảnh vật thiên nhiên xung quanh, mà mình nghĩ rằng khi đến đây các bạn sẽ tha hồ để mà sáng tạo cho mình nhiều góc ảnh đẹp. Đây cũng là một trong những đặc trưng của thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác. Mình đang tham quan bên trong nhà chánh điện. Bên trong này có ba tượng thờ chính, đó chính là tượng Phật Thích Ca ở giữa, và hai bên là hai vị Bồ Tát, Bồ Tát Văn Thù Sự Lợi và Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền. Bồ Tát Văn Thù Sự Lợi còn có tên gọi là Diệu Đức, có nghĩa là mọi đức đều tròn đầy. Các bạn dễ dàng nhận biết Bồ Tát Văn Thù thì cưỡi sư tử, còn hình tượng Bồ Tát Phổ Hiền thì cưỡi voi trắng. Bồ Tát Phổ Hiền thì đại biểu cho lý, định và hạnh, nắm giữ lý đức, định đức và hạnh đức của chư Phật. Đây là góc nhìn từ phía trước nhà chánh điện, nhìn ra hướng cổng của thiền viện. Ở đây gió thổi rất mát, và một điều đặc biệt các bạn luôn luôn nghe được tiếng chim hót. Ở đây chim sáo rất nhiều, thỉnh thoảng từ xa vọng lại, lúc to lúc nhỏ thì các bạn cũng nghe được tiếng rung của những chiếc phong linh, hay còn gọi là chuông gió, như xua tan đi phần âm thanh có phần tĩnh lặng ở nơi đây.
Mình tiếp tục tham quan nhà tổ đường nằm phía sau nhà chánh điện, nằm nối liền luôn. Thì ở đây mình thấy thiền viện chủ yếu sử dụng những gam màu trầm. Ở đây các bạn thấy có màu nâu, rồi màu vàng nâu và ánh sáng của đèn nữa, kết hợp với nhau tạo nên một cái không gian thờ cúng có phần trang nghiêm mà cũng sang trọng ha các bạn. Đứng từ trên này nhìn xuống bên dưới, các bạn thấy dòng người nối tiếp nhau đi theo sư thầy. Thầy đi ở đầu và dẫn mọi người đi tham quan những công trình kiến trúc Phật giáo ở xung quanh đây. Nãy giờ các bạn đi bên trong sân của thiền viện thì các bạn thấy như vậy, nhưng mà thực sự xung quanh thiền viện cũng có nhiều kênh nước bao quanh, tạo cảnh quan đẹp và thoáng mát. Bây giờ thì đã đến giờ nghỉ trưa rồi, thiền viện không cho phép vào tham quan ở một số công trình kiến trúc Phật giáo ở xung quanh đây, cho nên video hôm nay của mình chỉ có như thế thôi. Nhìn cảnh vật này các bạn thấy có đẹp không ha? Rồi, video hôm nay mình xin phép được khép lại tại đây. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.